Hello mọi người, nay đổi nghề nha. Giờ không có đổi nghề review sản phẩm. Sản phẩm này là cái gì? Coi lại coi. Một sản phẩm từ Lazada, giải thưởng bất ngờ, hộp thiết bị bí ẩn. À, đó là vậy à. Giờ mình sẽ khui này ra, trước khi rồi khui ra là phải bịt khẩu trang lại vì sợ virus tạo, cúm tạo, cho nên là lấy bằng chứng thôi. Giờ cắt thử coi trong này có cái gì trong này. Dán kỹ quá. Cái này á là ở trên mạng á, lúc mà quảng cáo cái hộp sản phẩm này á, ở trên mạng á quảng cáo cái hộp sản phẩm này á, là họ quảng cáo cái hộp nó to lắm, mình thấy nó to, như thế to, rất là to luôn. Nhưng khi mình nhận cái hộp nó có chút xíu à, chưa bằng cái bàn tay của người ta, nó nhỏ treo nhỏ xíu thôi. Mình chẳng hiểu được là cáo cái này là lừa đảo này, là một cái hộp khó hay là to. Nếu không biết cái hộp mà nó nhỏ như vậy thì chắc chắn không ai mua hết, vì cái hộp nhỏ như vậy thì làm sao định định một món quà bất ngờ là smartphone được. Đúng là bị Lazada lừa. Lần sau á, mà ví dụ như họ muốn quảng cáo cái sản phẩm này á, họ phải làm cái hộp nhỏ như vậy thôi, họ đưa xa ra để cho mình thấy cái hộp nhỏ, thì lúc đó mình có nên mua hay không mua thôi. Mua sản phẩm có nên mua cái sản phẩm này không, thì các bạn mua một cái sản phẩm gì thì các bạn phải biết nó. Nhưng mà hả, trên Lazada họ đưa cái hộp to lắm, cái hộp to không tưởng. Hộp nhỏ xíu như thế này không biết có gì trong, mở thử cái có gì trong đây. Hộp quà bất ngờ 50 mấy ngàn, thêm tiền ship nữa 76 ngàn, rất là mắc, không biết trong này có gì nha. Đấy, rồi đưa này xuống rồi khui ra, khui ra có gì đây. Các bạn nghĩ nó là cái gì? Một cái bóng đèn led. Vậy thôi đó, phải mấy ngàn. Này là bị lừa, quá mắc, bán quá mắc. Chưa biết xài cái đèn led này như thế nào nữa. Đây, bóng đèn led không biết xài làm sao nữa. Qua một cái sản phẩm như thế này, qua một cái lần như thế này, các bạn mua á, thật ra sao mở vậy, tự nhiên nó mở. Ra khi đăng ký mua một cái sản phẩm như thế này,
đăng ký mua cái này thì Lazada, đúng ra Lazada phải làm gì, phải đưa cho người ta một cái hộp thực tế như thế này nè, chứ không phải chụp hình một cái hộp to thì là to xong rồi rao lên bán 50 mấy ngàn, 50 mấy ngàn các bạn, 50 mấy ngàn. Các bạn có tưởng tượng đi, mua một cái sản phẩm mà 50 mấy ngàn, có ai bỏ tiền ra mua này không? Ship, tiền ship nữa, tổng cộng 76 ngàn. Đấy, các bạn thấy đấy, tôi sẽ gửi cho các bạn cái link ở dưới nha, để các bạn thấy là những sản phẩm như thế này không đạt chuẩn, hay nói khác hơn là lừa dối khách hàng, quá lừa dối sản phẩm. Ra chỉ có 70 mấy ngàn thôi nha, đây 70 75 ngàn 500, coi như 76 ngàn, chỉ có 70 mấy ngàn thôi, nhưng mà lừa dối bao nhiêu người, một người 76 ngàn, 10 người là 760 rồi, 100 người là bao nhiêu, 7 triệu 6 rồi, mà làm gì có 100 người mua, ít nhất là phải 1.000 người mua, 76 triệu, quá được rồi, lừa đảo luôn. Đó, qua cái việc này đó là rút một kinh nghiệm sau này là không có mua bất cứ cái gì mà gọi là món quà bất ngờ hết. Các bạn mua các bạn phải để ý xem cái món quà bất ngờ của các bạn, cái giá trị nó có đúng gì sự thật không. Đấy, như cái này nó có đúng sự thật đâu, rõ ràng thôi. Đấy, mình mở này, tôi chả biết cái đèn led này để làm gì nữa, đèn led này thì để làm gì, cắm vô đâu không biết xài luôn. À, cái đèn led nhiều màu này mở chơi cho vui. À, các bạn thấy không, mở lên nó ra nhiều màu vậy thôi hết, xài hết. À, nó có ba cục pin nhỏ trong này nè, ở đây nó có ba cục pin đây, tôi đưa cho các bạn xem. À, cục pin nè, 1 2 3, ba cục, mà biết pin này là pin pin nút áo nha, pin nút áo. Gắn pin như thế nào thì mình cũng không biết xài luôn, có thể là xài hết cái này thì tới 4 cục pin mình chứ không phải 3 đâu các bạn. Chả ai học được chữ ngờ, sạc chơi cho vui thôi, bị lừa một lần thôi, không có lần thứ hai. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.